Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại em đang đứng ở ngã tư Bùi Thị Xuân và Tôn Đức Tùng. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà bán góc hai mặt tiền rất là đẹp. Đó là số 118 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận Nhất. Đây là căn La Mốt cà phê ngày xưa đây thưa cô chú anh chị và các bạn. Góc hai mặt tiền rất là đẹp với diện tích là ngang 15, dài 24. Công nhận 305m², trệt lầu. Hiện giờ chủ đang chào là 1,35 tỷ trên 1m², tương đương với 378 tỷ cho căn nhà góc hai mặt tiền. Vị trí rất là đẹp, khu này thì được xây dựng cao tầng, hầm và từ 8 lầu trở lên. Giấy tờ chính chủ giao dịch một đời chủ. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ em trực tiếp để xem thêm giấy tờ cũng như là biết thêm về phương thức giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những căn nhà kế tiếp. Xin chào.